Chương 21. Chúng ta phân rẽ các người đó xong, bèn xuống tàu, đi thẳng đến thành Cốt, ngày hôm sau tới thành Rô-đơ, và từ đó đến thành Ba-ta-ra. Ở đó gặp một chiếc tàu dương buồm chạy qua xứ Phê-ni-si, chúng ta bèn xuống đi, thấy đảo Chíp-rơ thì tránh bên hữu, cứ theo đường đến xứ Si-ri, đậu tại thành Ti-rơ, vì tàu phải cất hàng hóa tại đó. Chúng ta tìm được các môn đồ rồi, bèn ở lại với họ 7 ngày. Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Jerusalem. Nhưng khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua, thì lại đi. Cả môn đồ với vợ con đều tiễn chúng ta ra đến ngoài thành. Ai nấy đều quỳ xuống trên bờ, cùng nhau cầu nguyện, rồi từ giã nhau. Đoạn chúng ta xuống tàu, môn đồ trở về nhà. Phao-lô tại Bê-tô-lê-mai và Sê-sa-rê. Còn chúng ta đi hết đường thủy, thì ở thành Ti-rơ sang thành Bê-tô-lê-mai, chào thăm anh em và ở lại đó với họ 1 ngày. Ngày mai, chúng ta ở nơi đó đi đến thành Sê-sa-rê, vào nhà Philip là người giảng tin lành, một trong 7 thầy phó tế, rồi ở lại đó. Người có 4 con gái đồng trinh hay nói tiên tri. Chúng ta ở đó đã mấy ngày, có một người tiên tri tên là Agabus ở xứ Giu-đê xuống. Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phao-lô trói chân tay mình mà nói rằng, này là lời Đức Thánh Linh phán, tại thành Jerusalem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng này như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo. Khi đã nghe bấy nhiêu lời, thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phao-lô đừng lên thành Jerusalem. Nhưng người trả lời rằng, anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi, vì phần tôi sẵn lòng, chẳng những để bị trói lưa thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Giê-xu chịu chết tại thành Jerusalem nữa. Người chẳng khứng chịu khuyên dỗ, thì chúng ta không ép nữa, mà nói rằng, xin cho ý muốn của Chúa được nên. Phao-lô tại thành Jerusalem. Qua những ngày đó, chúng ta sắm sửa rồi lên thành Jerusalem. Có mấy người môn đồ ở thành Sê-sa-rê cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà tên Manasôn kia, quê ở Chíp-rơ, là một môn đồ lâu nay, và người cho chúng ta trọ tại nhà mình. Chúng ta đến thành Jerusalem thì anh em vui mừng tiếp rước. Bữa sau, Phao-lô đi với chúng ta tới nhà Gia-cơ, có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. Phao-lô chào mừng các người đó rồi, bèn thuật lại từng điều, mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại. Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn nói cùng người rằng, anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Giu-đa đã tin và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp. Vả, chúng ta đã hay rằng, anh dạy các người Giu-đa ở trong các dân ngoại rằng phải từ bỏ Mô-xe, chứ nên làm phép cắt bì cho con mình hay là ăn ở theo thói tục mình nữa. Vậy, khá lo liệu làm sao? Chắc rằng dân chúng sẽ nhóm lại, vì hẳn sẽ biết rằng anh đã tới rồi. Nên, hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh. Chúng tôi đây có 4 người, đều mắc lời thề. Hãy đem 4 người đó cùng đi, làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ, và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật. Xong rõ, anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy. Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định, và chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngọt, cùng chớ tà dâm. Phao-lô bèn đem 4 người cùng đi, vừa đến ngày sau, làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ, đặng tỏ ra ngày nào kỳ tinh sạch sẽ trọn, và dâng của lễ về mỗi người trong bọn mình. Khi 7 ngày gần trọn, thì các người Giu-đa quê A-si thấy Phao-lô trong đền thờ, bèn xui cả đoàn dân giấy loạn, rồi bắt người mà kêu lên rằng, hỡi các người Israel, hãy đến giúp với, kìa, người này giảng dạy khắp thiên hạ, nghịch cùng dân, nghịch cùng luật pháp, và nghịch cùng chúng này nữa, đến nỗi hắn dẫn người Gờ-rét vào trong đền thờ, và làm cho nơi thánh này bị ô uế. Số là, chúng trước đã thấy Trô-phin,
người Ephesos ở với Phaolô tại trong thành phố, nên ngờ rằng Phaolô đã dẫn người vào đền thờ. Cả thành đều xôn xao, dân chúng chạy nhóm lại đoàn đông, bắt Phaolô kéo ra khỏi đền thờ. Tức thì các cửa đều đóng lại. Chúng tương tìm phương giết người, thì tiếng đồn đến quan quản cơ rằng cả thành Jerusalem đều xôn xao. Người lập tức bắt quân lính và cai đội kéo đến nơi chúng. Vừa thấy quản cơ và quân lính thì chúng thôi không đánh Phaolô nữa. Quản cơ bèn tới gần, bắt người, rồi truyền lấy hai cái xích xích lại. Đoạn hỏi người là ai và đã làm việc gì. Trong đoàn dân, kẻ reo lên thể này, người la lên thể khác. Nhân sự rối loạn, người không biết được chắc, nên dạy điệu về đồn. Lúc Phaolô bước lên thềm, quân lính đã khiêng người đi, bởi cớ đoàn dân hung bạo lắm, thì có đám dân theo sau đông, mà kêu lên rằng, hãy giết đi. Lúc Phaolô vào đồn, thì nói với quản cơ rằng, tôi có phép nói với ông đôi điều chăng? Quản cơ trả lời rằng, ngươi biết nói tiếng Greek sao? Vậy thì người hẳn chẳng phải là người Ai Cập kia. Ngày trước đã gây loạn, kéo 4.000 kẻ cướp vào nơi đồng vắng hay sao? Phaolô trả lời rằng, tôi là người Giuđa, vốn ở thành Tạc Sơ, công dân của một thành trong xứ Cilici, tức là thành có danh tiếng. Xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân. Được phép rồi, Phaolô đứng trên thềm, giơ tay ra dấu cho dân. Đâu đó yên lặng, người bèn nói tiếng Hebrew mà rằng,